Chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai ở kèo 22 Seng Cung R. 1-0 đang là tỷ số nghiêng về chim sẻ với ông Anh. Một trận thi đấu mà Tiểu Đình Ngư đã định tạo ra bất ngờ với việc sẽ giữ dần tốt hơn so với Hồng Anh và bài Dân Nga định ốp trên Hồng Anh ngay từ đầu. Vâng, nhưng mà bài này chung là cũng đã nằm trong tính toán hết rồi. Quả xấu dành cho game thủ chim sẻ, và nhiều khả năng chim sẻ sẽ đóng S và ăn hiều ở chiếc BS này luôn. Có nhiều khả năng là như vậy thôi. Tôi chưa đoán được. Vâng, đúng là ăn thôi. Chờ đợi làm gì nữa. BS đầu chèn những cái gỗ 75. Đóng em ơi. Vâng, 4 hiều. Và các bạn đã được theo dõi buổi tường trực tiếp của website gametv.vn kèo đấu sâu mét giao hữu AOE Việt Trung giữa hai game thủ đại diện cho AOE Việt Nam, đó chính là chim sẻ và ông Anh, còn đại diện cho AOE Trung Quốc đó chính là hai con quái vật Seng Long và Tiểu Thủy Ngư. Kèo đấu 22 Seng được thi đấu trước, còn kèo đấu 22 AC được thi đấu sau. Và đây là map Hu. Vâng, để thực hiện được chương trình này thì đội kỹ thuật viên GTV Studio xin cảm ơn nhãn hàng Asus ROG Việt Nam đã tài trợ thiết bị để chúng tôi thực hiện chương trình này. Cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ Newman, Golden Field, Bóng Đá Fan, Captain Phone đã đồng hành cùng với team GTV trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể hoàn toàn xem trên Mobile TV hoặc SCTV thể thao với từng mạng di động Viettel hoặc Vinaphone. Vâng, thời gian vừa qua thì GameTV đã kết hợp với rất nhiều bên, ví dụ như GameWin, như Bóng Đá Fan.com, và đặc biệt là cũng vừa cho ra mắt website pet.tv. Rất mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các khán giả đối với những đối tác của GameTV. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại ngay với trận thi đấu thứ hai ở kèo 22 cùng R giữa hai game thủ chim sẻ nắng và Hồng Anh thi đấu với Seng Long và Tiểu Thủy Ngư. Đây là màn hình máy của chim sẻ kể từ đầu cho đến bây giờ. Còn bây chúng ta sẽ chuyển sang màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Bài của Hồng Anh là bài như vậy là ăn quả trước, và bây giờ sẽ là chiếc BS đầu tiên. Khá nhiều rừng đẹp dành cho Hồng Anh trong trận thiếu này. Cả chim sẻ cũng vậy. Liệu có một bài đi dâng tiếp tới từ một trong hai game thủ bên phía của Seng Long và Tiểu Thủy Ngư hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi đã. Ở trận thi đấu đầu tiên thì họ đã sở luôn chiêu ra rồi. Một bài mà Tiểu Thủy Ngư quyết định dâng A để đưa về thế 10 cung R ố Hồng Anh ở thời điểm đầu. Sau đó sẽ là có số lượng tàn quân nhiều hơn. Thế nhưng kế hoạch của Seng Long và Tiểu Thủy Ngư đã phá sản khi mà chim sẻ cũng đã quét dần của Tiểu Thủy Ngư rất nhanh. Và Hồng Anh chạy dần tương đối khéo để giữ được lượng tàn quân tốt hơn so với Seng Long. Xin các bạn là so với Tiểu Thủy Ngư. Và ở một chiều hướng ngược lại thì trong một thế phát triển tay to thì game thủ chim sẻ đã thắng game thủ Seng Long. Vâng, bài Dương Nga là một bài mà không còn quá xa lạ, nhưng nó sẽ luôn luôn gây ra những bất ngờ, đặc biệt với những bài siêu siêu giàu và lên đời cực sớm với bài 24+1 dân mà lại Dương Nga chéo cánh thì thực sự sẽ là một trở ngại. Ở trận thi đấu trước thì Tiểu Thủy Ngư mặc dù dâng Nga nhưng anh đánh 5A. Trong khi đó chim sẻ là người đánh 4A từ đầu. Rất may là chim sẻ tăng A cũng nhanh, và sau đó là một thế đập BC để có thể bung ra phát triển sớm. Đùa tốt hơn so với việc Seng Long. Một thế bài rất đẹp dành cho game thủ Hồng Anh. Còn đây là bài của game thủ chim sẻ. Thêm một bầy hiều được sẻ ăn ở một chiếc BS. Hồng Anh dường như vừa chết một nông dân. Hồng Anh vừa chết một nông dân khi gặp sư tử. Tình huống, vâng, có lẽ là nông dân đã phi mít. Nông dân đã phi mít. Nên là bài 26+1 trong map Hu. Mình nghĩ đó là một kinh nghiệm. 25 thì hơi vói và không sóc được 5A, còn 26+1 thì nó sẽ đảm bảo sóc 5A. Sẻ không lên được sớm. Quả của game thủ chim sẻ quả đầu là quá xấu, vì vậy sẻ đang phải đánh bài 27+1.
Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi bài 27 cộng 1 tới từ game thủ chim sẻ. Đây sẽ là bài mà sẻ cần phải thủ những tân đầu cực kỳ dẻo. Cùng sang với bài của Hồng Anh. Hồng Anh là người chết một dân. Hồng Anh đang dò địa thế nhà mình nhiều hơn để có thể cơ cấu. Bài của các game thủ bên phía AOE Trung Quốc, Sang Long và Tiểu Ngư là lên đời sớm hơn và đánh ổn hơn so với các game thủ bên phía Việt Nam. Bên kia là dường như là bài 25 cộng 1 hết và nhiều khả năng vẫn sẽ là 5A. Bài Hồng Anh và chim sẻ phải đi ăn đồ tương đối xa. Đặc biệt là chim sẻ quả đầu xấu dẫn đến việc ép đời không chuẩn. Với 25 hoặc 26 mà lại phải đánh tận 27 cộng 1. Đây là BM và đây là BA dành cho game thủ Hồng Anh. Sẽ là bài 27-1 dành cho Hồng Anh và kích ở 10-10. Vâng, đúng 10-10 với 27-1. Sẻ thì sẽ muộn hơn một chút xíu. Đây là màn hình máy của sẻ. Sẻ sẽ làm 10.5 với bài 27-1. Không có gì sai khi ép đời map, vâng, ép đời Xiang cả. Nhưng ép đời Xiang nó không phải là một vấn đề. Vâng, mình nhớ không nhầm thì là lên GG gặp những bạn ép đời Xiang còn 10 trận thì 9-5-10 cả 10 với bài 25-1. Đánh Xiang thì người ta yêu cầu nhiều hơn ở kỹ, vâng, yêu cầu nhiều hơn những cái điều ngoài chuyện ép đời. Điểm số của game thủ Xiang Long đáng rất cao. Chúng ta cùng xem Hồng Anh sẽ ở cánh của game thủ nào. Đấy, để ý chỉ số giò nhé. Trận trước không để ý chỉ số giò, không biết nó ra Nga đâu. Vâng, trận này có lẽ là trận đánh chắc nhà của cả hai game thủ Sang Long và Tiểu Thủy Ngư. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Cả hai game thủ bên phía của AOE Trung Quốc đều đánh 25-1 và đã lên đời xong. Lên đời bằng khít nhau. Đây là trận mà các game thủ bên phía AOE Việt Nam đánh nhiều dần, và bắt buộc phải đánh nhiều dần mới kích được đời. Sẽ là thiệt thòi trong tuần cung đầu. Hồng Anh chỉ đánh được 4A. Sẻ đi nhiều khả năng là sẽ đánh 5A rồi. 4A để đỡ những tuần đầu 5 nhà BA của đối phương. Cùng xem đã, họ có đánh 5 nhà BA không. Lên đời là muộn hơn so với các game thủ của AOE Trung Quốc. Cần phải, nếu cần thiết tơn đầu thì cần phải mang dân ra để mà đỡ. Nhưng về lâu về dài cần phải có một tơn, đó chính là lên nhà BA thứ 5 thật nhanh. Cùng chờ đợi xem Hồng Anh sẽ gặp ai. Vâng, các bạn theo dõi qua website gametv.vn thì hoàn toàn có thể nhìn vào bản đồ con mà có thể biết đây là 4A tới, vâng, 5A tới từ game thủ Sang Long. 4 nhà BA của Hồng Anh đang phải thi đấu với 5 nhà BA từ Sang Long. Và hãy cẩn thận trong tình huống này khi mà tiếp tục sẽ là 5 con cung đờ được đẩy lên. Sẽ là 10 đấu 8 trong tình huống này. Một nông dân của game thủ, vâng, chưa một nông dân đã vừa nằm xuống. Bây giờ sẽ là 10 đấu 8 dành cho Sang Long và Hồng Anh. Và có cái sự có mặt của Tiểu Thủ Ngư đang mon men đi sang phía bên này luôn. Vẫn là 10 cung đờ của Sang Long. Hồng Anh chiến thắng trong tuần điều này 1-1. 3 turn của Hồng Anh đã ra nhưng có lẽ 3 turn của Sang Long cũng sẽ lên sớm thôi. Đúng là như vậy, bây giờ là 15 cung G. Chết 1 còn 14, còn đối với Hồng Anh thì là 11 con cung G của mình. Nếu cần thiết phải mang dần. Hoặc nếu không thì phải có sự có mặt của team sẻ để thủ nhà tốt hơn. Sang Long sẽ tách gờ vào bãi gỗ chẳng. Hồng Anh bắt tơn quân lên của game thủ Sang Long trước. Đây là một tơn hay tới từ game thủ Hồng Anh nhưng không ăn được một con cung gờ nào. Vâng, đứng chặn như vậy rồi mà không ăn được. Liên tiếp vẫn là những pha điều gờ tới từ Sang Long và Hồng Anh. Và nếu như sẽ không có, vâng, tiếp tục một tơn nữa dồn lên dành cho Sang Long. Vâng, 5 nhà BA đấu 4 nhà BA. Thực sự là rất khó dành cho game thủ Hồng Anh. Không có tay để có thể chỉ vào dân khu vực nhà chính nhà mình. Chim sẻ có sang không? Chim sẻ đang cố bắt quân của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Những pha vẩy e. Và vẩy e cực kỳ chuẩn xác dành cho game thủ chim sẻ.
Những pha vẩy khiến cho Tiểu Đình Ngư mất toàn bộ những con quân đi công của mình. Còn ở chiều hướng ngược lại, Sẻ cũng đang công lên phía khu vực nhà của game thủ Tiểu Đình Ngư. Hồng Anh cố gắng cầm cự thêm một chút nữa có được không? Vâng, có lẽ là không thở được của Phạm Quỳnh Anh rồi. 4 nhà BA và 5 nhà BA rất khó. Hồng Anh đang cố vâng hấp hối những tuần quần khi phải đối đầu với Sẻng Lòng ở một cái thế khó, thế 5-4. Còn đây là màn hình máy của game thủ Chim Sẻ tham mai 51/72. Thực ra thì Sẻ không nhìn hơn quá nhiều so với game thủ Tiểu Thủy Ngư, so với cái cách mà game thủ Sẻng Lòng nhìn hơn so với game thủ Tiểu Thủy Ngư, xin các bạn là so với game thủ Hồng Anh. Khó rồi, 1-1. 1-1 trong kèo thi đấu 22 trang. Vâng, đây là kèo chạm 4. Các bạn còn rất nhiều trận thi đấu mãn nhãn để có thể theo dõi. Vâng, đúng là 5-4, không thể thở nổi dành cho ông anh. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 2 sau cái phút nghỉ. Xin các bạn là trận thi đấu thứ 3 sau cái phút nghỉ, tỷ số là 1-1. Vâng, đã dự báo từ trước rồi, 4A đối với khi đối đầu với hai con quái vật Sẻng Lòng và Tiểu Đình Ngư thì coi như là tự sát. Rất khó.